Ngày 18 tháng 7, Công an thành phố Từ Sơn tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 dự chỉ đạo có đồng chí Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh, cùng dự có đồng chí Lê Xuân Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Từ Sơn, đồng chí Đỗ Tuấn Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Từ Sơn. Trong 6 tháng đầu năm, Công an thành phố Từ Sơn đã tập trung lãnh chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp trên các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, an ninh chính trị được giữ vững, ổn định, công tác phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm chuyển biến rõ nét, phạm pháp hình sự giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2023, điều tra làm rõ 43 vụ, 128 đối tượng, tỷ lệ điều tra làm rõ đạt 92%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm về tham nhũng, kinh tế và môi trường, công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm công nghệ cao đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đẩy mạnh phát hiện xử lý các đối tượng ma túy, trong đó điển hình bắt khởi tố hai vợ chồng đối tượng Đỗ Quang Vinh và Nguyễn Thị Hằng ở phường Đình Bảng, bán ma túy bằng thiết bị không người lái, thu giữ hơn 147 gam heroin, hơn 43 gam ma túy tổng hợp, hơn 116 triệu đồng, một xe ô tô và các vật chứng liên quan. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, tập trung cao thực hiện đạt mục tiêu yêu cầu đề ra, tăng cường siết chặt quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của chính phủ, quyết định số 430 của Bộ trưởng Bộ Công an. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã huy động được sự ủng hộ và tham gia của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí đại tá Bùi Duy Hưng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh biểu dương những kết quả công an thành phố Từ Sơn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu từ nay đến cuối năm 2024, công an thành phố Từ Sơn tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị tăng cường phòng ngừa đấu tranh với hoạt động của các nhóm tội phạm đường phố, tiếp tục tập trung giả soát, triệt xóa soá, vô hiệu hóa các điểm phức tạp chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tập trung đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường và tệ nạn cờ bạc mại dâm, kiên quyết không để tồn tại các điểm tụ điểm hoạt động phức tạp gây bức xúc dư luận quần chúng nhân dân, tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn, tập trung quản lý số đối tượng nghiện ma túy lang thang không có việc làm, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng duy trì củng cố sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo công an thành phố từ sơn Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Từ Sơn khen thưởng cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ủy ban nhân dân thành phố Từ Sơn thưởng 20 triệu và giấy khen cho tập thể Công an thành phố có thành tích xuất sắc trong phá chuyên án đấu tranh với đối tượng sử dụng thiết bị bay không người lái, bán trái phép ma túy trên địa bàn thành phố.